Đến thời điểm hiện tại, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã được chỉnh trang, chuẩn bị, sẵn sàng cho trận đấu. Do thời tiết hanh khô nên mặt cỏ trên sân đã được tưới nước đều đặn. Các hạng mục khác như ghế trên khán đài cũng được đội ngũ lao công dọn dẹp sạch sẽ để đón người hâm mộ đến cổ vũ đội tuyển. Từ nay cho đến trước ngày diễn ra trận đấu, công tác chăm sóc mặt cỏ sẽ được thực hiện kỹ càng hơn nữa, nhằm đáp ứng điều kiện tốt nhất, tránh những sự cố không đáng có làm ảnh hưởng đến chuyên môn trận đấu. Về việc đặt biển quảng cáo VFF được toàn quyền khai thác thương mại từ trận đấu. Tuy nhiên, các mẫu biển quảng cáo vẫn phải được tổng hợp hồ sơ để gửi về AFC và chờ phê duyệt thì mới có thể đặt trên sân. VFF sẽ trả 800 triệu đồng cho mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Vì vậy, VFF yêu cầu khu liên hợp thể thao quốc gia chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất cho mỗi trận đấu. Dự kiến vào ngày 19 tháng 11, các giám sát trận đấu, giám sát trọng tài và tổ trọng tài của Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, sẽ có mặt ở Việt Nam để tiến hành công tác kiểm tra sân bãi. Iraq chính là đối thủ khó nhằn nhất với thầy trò huấn luyện viên Philippe Chaussier tại bảng F. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 21 tháng 11 tới.